Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của Laptop Phan Đạt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với tất cả các bạn một dòng máy cao cấp thuộc dòng Precision của Dell nha. Về lúc trước mình đã giới thiệu đến với tất cả các bạn về Precision 5520 và 5510. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với tất cả các bạn là dòng Precision 5530. Đây là dòng mới hơn 5520 và 5510 ha. Về tổng quan bên ngoài của Precision 5530 thì rất là giống với 5520 và 5510 ha, nhưng nó có điểm khác là logo đây trắng hơn ha, ở giữa nè, và các bề mặt màu bề mặt trước của máy được làm là màu trắng bạc kim nhưng có độ trắng hơn ha, sáng hơn so với 5520 và 5510. Rồi chúng ta hãy đi tổng quan về các cổng kết nối. Về cạnh bên trái của máy đây các bạn, cạnh bên trái của máy, đầu tiên, vị trí đầu tiên là mic 3.5 cắm headphone và tai nghe luôn nha các bạn. Kế bên là cổng USB Type-C hay là USB 3.1 ha. Đây là cổng tất cả trong một, có thể truy xuất được dữ liệu, có thể truy xuất được hình ảnh nè, có thể cắm sạc được luôn nha các bạn. Đây, cổng này rất là tiện lợi. Rồi kế tiếp là cổng HDMI, cổng này có thể xuất ra được màn hình tới độ phân giải là 4K luôn nha các bạn. Rồi kế bên là cổng USB 3.0, cổng này có thể truy xuất dữ liệu rất là nhanh ha, USB 3.0. Rồi về vị trí cuối cùng của cạnh bên trái đây là nơi cắm sạc đeo đầu nhỏ của máy ha, chỉ xuất hiện trên những dòng mà máy gọn nhẹ ha, nhỏ. Rồi ở đây là cạnh gáy của máy, cạnh gáy của máy đây là bản lề đơn cho nên là sẽ không có cái cổng kết nối ở đằng sau ha. Rồi kế tiếp bên đây, nơi đây là vị trí chống cầm lộn của máy nha các bạn. Đây là nơi hiển thị về pin, hiển thị về pin của máy ha, còn được bao nhiêu nha. Rồi đây là cổng USB 3.0 ha. Cuối cùng là cổng kết nối cắm thẻ nhớ SD vào đây ha, rất là tiện lợi cho các bạn, không cần phải qua một bộ đồ chuyển nào khác hết ha. Rồi tổng kết lại thì máy có thể cắm được hai cổng USB 3.0 và một cổng USB 3.1. Về xuất ra màn hình thì máy có thể xuất ra lên tới hai màn hình luôn nha các bạn. Đó là cổng USB này 3.0, 3.1 nè. Cổng USB 3.1 nè có thể xuất ra được màn hình nè. HDMI có thể xuất ra được màn hình nè, xuất ra được hai màn hình luôn nha các bạn. Rồi, về mặt sau của máy, đây Precision 5530, Precision 5530 ha. Đây là license bản quyền, license bản quyền. Đây là nơi mà máy sẽ hút gió lên. Đó. Đây là nơi mà máy sẽ hút gió lên ha, và tải nhiệt ra ở đây, tải nhiệt ra ở đây. Rồi. Vì thế các bạn nên đặt là ở những vị trí thoáng mát và tránh đặt lên chăn gối mền ha, hay sofa ha, sẽ ảnh hưởng đến việc hút gió và tải nhiệt của máy. Đây là vị trí về hai miếng cao su trải dài hết cả trên dưới của máy để chống trơn trượt nha các bạn. Đây hai dải cao su nè, đó. Đây là loa của máy. Rồi chúng ta hãy cùng xem về bên trong của máy. Đây các bạn, về mặt bên trong của máy đây cũng là vân carbon, được thiết kế vân carbon nha, đảm bảo yêu cầu là nhẹ bền, độ bền của nó có thể là hơn cả thép luôn nha các bạn. Chống bám dính nữa nè, đó, chống mồ hôi, chống vân tay nữa nè. Rồi chúng ta hãy xem về cấu hình của máy, xem là nó có khác gì với 5520 và 5510 ha. Đây xin mời các bạn. Đây máy đang nè, tên máy là Precision 5530 nè. Máy đang chạy i7-8850H nha các bạn, 8850H, RAM 32GB. Rồi đó là sự khác biệt giữa 5530 và 5520. Vì 5520 sẽ chạy là i7-7820HQ hoặc là 7920HQ tùy theo phiên bản nha. Máy này là máy sắp tay về, và cấu hình ra sao thì mình để y nguyên vậy luôn nha các bạn. Cấu hình ra 32GB nè, và ổ cứng là 512GB ha. Đây, đây thưa các bạn, ổ cứng đây. Đó, ổ cứng là 512GB nha các bạn, SSD 512. Và bộ nhớ RAM đây 32GB và DDRAM 4, một trong những chuẩn RAM mà mới nhất hiện nay nha. Đó. Về Wi-Fi, Wi-Fi của máy là chuẩn AC, đó là chuẩn thế hệ thứ 5 rồi nha các bạn. Chuẩn rất là mới. Về GPU thứ nhất là Ultra HD 630, card này rất là tốt ha.
Cạc thứ hai là Nivea Wado B1000 ha. Cạc này có dung lượng lên tới là 4GB. Xe là 16GB nha các bạn. Càng lên RAM thì cái độ xe càng lớn ha. Rồi về hệ điều hành thì máy đang chạy là Win 10 Pro có bản quyền nha, nhưng mà nó chỉ mặt sau là có dán cái license Win bản quyền các bạn. Đó, màn hình rất là đẹp. Màn hình rất là đẹp nha. Đây, màn hình 15.6 inch, thiết kế là tràng viền ha. Infinity tràng viền ha. Đó, đây là cụp camera và mic ở dưới đây. Đây, đối với 5520 hoặc là 5510 á thì camera và mic sẽ nằm ở bên đây nè các bạn. Nhưng đối với 5530 thì camera và mic nằm ở dưới logo của Dell và ngay chính giữa đây ha. Đó. Và chiếc máy này để được sản xuất ra để làm gì? Thì nó được tạo ra để các bạn làm về những tác vụ nặng ha. Nó là dòng cao cấp, dòng Precision 5530 của Dell. Nó có con chip rất là mạnh và bộ nhớ RAM rất là lớn. Bộ nhớ ổ cứng có thể nâng cấp tối đa luôn là 2T 1T luôn ha. Và GPU của nó là 4GB, chạy rất là tốt nha. Wado chuyên để làm việc nha các bạn. Các bạn sử dụng về Photoshop chạy 3D, các bạn viết code, các bạn làm nhiều tác vụ cùng một lúc thì đây là một con máy mà các bạn không thể nào bỏ qua. Các bạn thích một dòng máy, các bạn thích một dòng máy mà không phải là màu đen truyền thống của Dell nha các bạn. Nó là một màu trắng, trắng bạch kim. Đó. Rồi. Đây thưa các bạn. Rồi, mong là các bạn sẽ tìm được những chiếc máy phù hợp với mình ha. Về clip tiếp theo mình sẽ làm thêm về nó tiếp ha. Rồi, clip của mình đến đây là xin kết thúc và hẹn gặp tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Thì địa chỉ của mình là 101 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và số điện thoại của mình là 0984 997374. Rồi, xin chào tất cả các bạn.